em muốn vóc dáng trở nên thon gọn và đặc biệt là ăn gian chiều cao thì chắc chắn chúng ta không thể bỏ qua mẫu thiết kế jumpsuit rồi. Và ngày hôm nay với thiết kế jumpsuit mới nhất đến từ thương hiệu nhà Melia là sự kết hợp khéo léo của hai nền chất liệu ren dệt và chất liệu chéo hàn cao cấp, mang đến một form dáng rất là đẹp. Và với cái tông màu đen huyền bí như thế này thì càng khiến cho vóc dáng của chị em chúng ta trở nên thon gọn hơn, đúng không nào? Phần cổ là dáng cổ check V trẻ trung này, kèm theo đó là phần tay bồng nhẹ nhàng để che cái điểm vùng bắp tay chưa thon gọn cho mọi người. Có một điểm nhấn mà Lan Anh cực kỳ thích ở mẫu thiết kế này, đó chính là phần bông hoa 3D được đính kết hoàn toàn thủ công ở phía eo của chúng ta, vừa là một điểm nhấn đặc biệt lại vừa giúp cho các quý cô che giấu khuyết điểm vòng eo chưa thon gọn, phải không nào? Dáng quần xuông thì như Lan Anh đã nói ở đầu video, đó là rất ăn gian chiều cao cho các chị em này và có thể là mang đến tỷ lệ chân đẹp nhất cho mọi người nữa. Vậy thì còn chân chơi gì mà chúng ta không dính ngay một thiết kế đẹp như thế này, vừa mặc đi làm này, vừa mặc đi chơi, đi gặp gỡ đối tác khách hàng, đúng không ạ? Mọi người có thể lựa chọn hai hình thức khi mua sắm. Nếu có thời gian, xin mời mọi người sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc. Còn không có thời gian, hoàn toàn mọi người có thể đặt comment ngay trực tiếp dưới video này để dính mẫu thiết kế về cho mình nhé. Melia, mặc đẹp để thành công.